Hello, welcome back to chơi Xiaomi thì Xiaomi. Trời ơi, vào game một phiên bản nền đỏ. À. Mà mình móp cho nó thành nền đỏ nên cho nó dễ nhìn. Đang nhìn này. Nhìn này, nhìn vàng đấy. Nhìn nó vào đây thành đỏ. Đẹp không? Tỏa hết dân rồi. Chụp cái nhỉ? Tắt bỏ nhạc đi. Tắt bỏ nhạc rồi. Nhảy này. Chứ làm bom thế. À, đám mây móp thành màu tím luôn. À. Oh. May quá. Thôi bấm thôi. Super play. À, có giáp mà vẫn toay nhỉ. Ui. Úi trời ơi. Nhỏ quá. X2. Pau Mato. Rồi. Headshot. Deadly monkey. Bullseye. Cái này là điểm đập nảy này.
Finish him! Wow, that's a real hit. Mike is on the way to his opponent's end zone, and touchdown! Tẹt vào nước. Thôi không chơi nữa. Chúng ta sẽ đến với Stickman Online luôn. Hay buồn nhịn nữa này. Ui. Ui. Nhịn kia cầm một cái bút. Bút thần à? Sao bên này khỏe thế? Đâu rồi? À, yêu đi. Joker. Mỗi ván game phải đấu 3 lần. Ê, đâu có bom. Thua mất rồi, Storm một cái. Pin yếu à? Chào ơi. Ôi, đứng ở giữa này nó hành mình luôn. Yeah. Một ván game được vào sân bóng. Đá bóng à? Một lần. Mình bên hông. Oh no.
trời ơi trời. Với bàn kia không biết cho bóng về đâu ấy. Ui vào rồi. Năm không. Mình được đi tiếp mà. Ui, được đi tiếp mà. Cái màn này chơi nãy rồi mà. Nhất. Captain of Rainbow. Hết giờ mất rồi. Ui. Rất đáng tiếc. Stick búa. Vào game rồi. Mày đang không để ý phát cái bọn này nó đến nó đánh úp nhanh không? Để triệu hồi team địch vài con nha. Triệu con này đi. Úi dồi, đồng hết nước chấm luôn. Bọc hai chú chó này lại. Không thể ăn. Hé, cái này là sao? Cái này để mình bọc cái này. Thank you.
số đẹp. Quá sao thế? Trời ơi, bốn chú chó liền. Mẹ, cái này bọc này. Chúng ta chơi Stick School. Chúng ta sẽ lấy cái cửa nhé. À, mất dầu. Úi dồi. Anh em pin sắp hết rồi đấy. Cái này mới này. À, người què đã bị hạ bởi một con chim rất nhỏ. Chúng ta sẽ vào game Not Pro. Chắp mấy chắp 5 mới mở rồi. Xưa mình mua ở trong game rất nhiều, mỗi lần nó update lại xóa hết tiền. Cái gì vậy? Phải thật đi, có mấy bước chân hết năng lượng. Bỏ tiền ra mua rồi, full đồ luôn. Mất có 6.000 một game này. Chạy phát tình quấy đường luôn. Đi kìa rồi. Rồi, về đi. Cho chơi chơi Home Friend. Chơi nhanh là hết pin rồi. iPad của chúng ta hết pin rồi. Ah!
Thật đông. Chờ tới lượt ta. Cái này có mơ dùng tiền mà. Này không dùng tiền để mua. Các bạn này không tắm luôn. Để cho nấu ăn thế nào. Để ăn thế nào. Không ăn luôn. Rộp. Rồi. Vào. Này phải cho đánh to lên. Nghe tiếng kêu của quái vật này mới đã tai được. Có tiếng gì vậy? Mấy cô bạn này vào bắt bị bắt luôn. Mày hết hết kém thế nhỉ?